Fitobimbi Appetito hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin được mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ Gia Đình được phát sóng vào lúc 12h50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, làm sao khi con biếng ăn? Đây là câu hỏi được rất nhiều các bậc phụ huynh đặt ra. Bởi vì khi trẻ biếng ăn không chỉ là ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ mà bên cạnh đó còn ảnh hưởng đến các vấn đề khác. Ví dụ như là trẻ rất dễ bị suy dinh dưỡng, còi xương và thậm chí là hệ miễn dịch bị suy giảm, bé dễ bị bệnh vặt nhiều hơn. Vậy cách nào để khắc phục được vấn đề này? Chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Lê Thiện Ngọc Vân, là nguyên trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhân dân 115. Kính chào bác sĩ ạ. Xin chào Thanh Phương, xin chào quý vị khán giả. Và trước khi chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về chủ đề của chương trình ngày hôm nay, đó là giải pháp cho trẻ biếng ăn để tăng cân hiệu quả, chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện tiểu phẩm của chương trình. Lộc! Ôi, đừng nghe em đó, đừng nghe em. Thôi mà. Ngồi xuống. Dạ. Đưa tay đây, đưa cái tay đây. Chưa quýnh. Hụt. Hụt hả? Đau không? Đau. Bây giờ ăn cơm ăn cây? Ăn cơm. Hả không ra? Hả không? Hả không? Hả nhỏ thôi. Quá bự. Quá bự. Hả? Nhai. Nuốt. Từ từ. Nuốt liền. Nuốt từ từ. 1, 2. Ê, được không? Được không? Vậy được không? Ổn không? Ổn không? Nghẹn hả? Nước này. Tâm lý ổn không? Ổn không? Sợ đúng không? Sợ đó. Em nghĩ là mình la con mình vậy con mình ăn á anh. Ăn đúng không? Đúng rồi, phải cầm theo cái cây. Bắt hả phải nhấn nhá đàng hoàng. Đúng rồi. Đâu em làm anh thử em sợ không? Bây giờ có ăn không? Không ăn uống kìa. Ăn. Ngồi xuống. Đưa tô cơm đây. Hả không đâu? Hả đâu đây tao? Hả rồi. Ăn tao hủ em á. Đi đi. Trời đất ơi, mày sợ không? Hả? Ngày xưa tao nuôi mày, tao đẻ mày ra. Tao nuôi mày tao có phải như ngày hôm nay. Mà vợ chồng bay tao đứng ngoài kia mà tao xót ruột rồi giận rụng tay chân. Tụi bay ở đâu ra mà tụi bay lấy cây, tụi bay dí vô trong mặt nó vậy. Rồi xúc cơm như vậy cho nó ăn. Hả? Nuôi con gì mà cây cột vậy? Bây giờ thằng Biên nó không có chịu ăn má ơi. Không có nói vậy được. Má đi má mua quà cho thằng Biên, má mua cái chổi quýnh con vậy. Chổi bay dựng trước cửa nhà, có ai dọn dẹp đâu. Một mình tao làm hết á. Tao lên đây kỳ nào cũng vậy hết trơn á. Ở Long An là tao nghe rồi. Tại sao bay nuôi con kỳ vậy? Hả? Má phải ở đây má mới thấy được cái cảnh đó. Không ăn cái gì nó trơn trọi. Mà mỗi lần mà đút vô miệng nó cái nắp mưa phùn liền. Rồi nó sống mà ăn gì? Không khí hả? Không, nó ăn lần muỗng 2 muỗng. Ít trời má. Không mấy bây giờ cả nhà mình cùng nghe chuyên gia tư vấn đi. Để có cách nào cải thiện trẻ biếng ăn tăng cân hiệu quả không? Đâu? Ra đây. Dạ thưa bác sĩ, nhiều ông bố bà mẹ có tâm lý là mình sẽ dùng mọi cách, mọi hình thức với mục tiêu là làm sao để cho con chịu ăn nhiều và tăng cân. Ý kiến của bác sĩ về điều này như thế nào? Quan điểm này đúng hay sai ạ? Cái điều đó hoàn toàn sai lầm. Bằng mọi hình thức để mà cho con của mình nó ăn nhiều hơn thì đưa đến một cái sai lầm, đó là làm cho trẻ bị cái áp lực về tâm lý, biếng ăn về tâm lý luôn. Sau này có thể đến mỗi bữa cơm á, hoặc bữa cháo là cháu thấy chén cơm là cháu chưa ăn đã muốn ói ra rồi. Vì vậy mà có tác dụng ngược, bé không có thể nào tăng cân lên mà có thể là còn sụt cân hơn nữa. Chúng ta thấy là nhiều bà mẹ cho ăn được nửa chén cơm thì cố ép cho đến muỗng cuối cùng. Nhiều khi bé đã ăn gần hết chén cơm mà rất là tốt rồi. Mà vì cái muỗng cuối cùng đó là bé ói ra hết. Cái phản xạ về thần kinh cũng như là liên quan đến cái đường tiêu hóa nó sẽ tống khứ ra hết. Thanh Phương thấy là có nhiều bà mẹ cứ nghĩ rằng thôi kệ, nhỏ còi chút xíu cũng không sao, ốm chút xíu cũng không sao, lớn lên nó múp lại. Và còn với suy nghĩ này thì bác sĩ nghĩ sao ạ? Cái suy nghĩ đó cũng không được chính xác. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ nghĩ là để trẻ lớn lên nó mới múp thì bây giờ nó suy dinh dưỡng, và nó suy dinh dưỡng như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển của trẻ sau này. Trẻ mà khi đến 2 tuổi được phát triển tốt, có nghĩa là về cân nặng chiều cao phát triển hoàn chỉnh, khi mà trưởng thành nó sẽ đạt được cái mức dinh dưỡng cũng như về chiều cao và cái phát triển về thể chất nó sẽ tối ưu nhất. Cho nên cái việc chăm sóc cho trẻ dưới 2 tuổi là quan trọng. Vì vậy mà nếu mà trẻ không chịu ăn thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp để cho trẻ phát triển. Và thưa bác sĩ, nhiều phụ huynh thì thấy trẻ roi người không được tròn trịa như hàng xóm thì cứ nghĩ rằng chắc là con của mình đang biếng ăn đây, và cứ ép trẻ. Có những cái dấu hiệu nhận biết nào biết là trẻ đang bị biếng ăn ạ? Biếng ăn có nghĩa là không muốn ăn, và không muốn ăn so với cái bình thường của bé. Mình đút vô miệng thì bé cứ ngậm hoài, không chịu nhai, không chịu nuốt. Thế mà cầm chén cơm hay là cầm chén cháo lên là là bé chạy đi trốn, hoặc là thấy là đã muốn buồn nôn rồi. Xin bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn, đó là khi mà một đứa trẻ biến ăn thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển của bé à? Khi biến ăn mà nó kéo dài, đặc biệt là khoảng 1 tuần lễ trở lên á, thì bắt đầu nó sẽ ảnh hưởng đến các cái chỉ số về dinh dưỡng, cân nặng sẽ sụt giảm hoặc là bé sẽ không có tăng cân. Nếu mà kéo dài thì không tăng chiều cao, nguy cơ là sẽ bị suy dinh dưỡng cấp hoặc là mãn. Như vậy nó sẽ đưa đến là trẻ sẽ dễ bị còi cọc, trí não nó cũng sẽ chậm phát triển, làm cho bé sẽ dễ mắc các cái bệnh bởi vì hệ miễn dịch nó suy giảm. Nghiên cứu người ta cũng thấy là cái chỉ số cảm xúc của trẻ cũng bị giảm đi. Vậy thưa bác sĩ, với những ông bố bà mẹ nào mặc dù đã làm đủ mọi cách rồi nhưng con của mình vẫn biến ăn thì có một cái giải pháp nào đó hữu hiệu hay không ạ? Chúng ta biết là có nhiều cái bệnh mà làm cho bé không chịu ăn. Thí dụ như giờ bé mình đang mọc răng không chịu ăn, hoặc là bé có bị viêm loét miệng, bị dung sáng đường ruột chẳng hạn. Các cái bé mà biến ăn do phát triển của bé ở những cái giai đoạn lứa tuổi, bé có thể là ham chơi, không chịu ăn, chúng ta phải điều chỉnh cách hướng dẫn cũng như là cách cho bé ăn. Ở gần bữa ăn mà dùng nhiều trái cây hoặc là uống nhiều nước thì bé sẽ bị ngang bụng, bé no thì bé sẽ không ăn được nhiều. Không nên dồn ép ăn một lần nhiều, như vậy nó sẽ không hiệu quả bằng cách chúng ta chia ra và cho thêm những cái bữa phụ. Nếu mà trẻ biến ăn lâu dài, không có đảm bảo đủ các chất dinh dưỡng, đặc biệt là các vi chất dinh dưỡng, khuyến cáo sử dụng các cái sản phẩm bổ sung phù hợp. Và thưa bác sĩ, chúng ta có lưu ý gì trong việc là bổ sung những cái vi chất dinh dưỡng này cho trẻ hay không ạ? Thì chúng ta nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để được tư vấn các cái sản phẩm có chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, giúp cho bé được thèm ăn một cách tự nhiên, giúp bé tiêu hóa và hấp thu thức ăn tốt hơn, phải đáp ứng được cái yêu cầu bổ sung các cái vi chất dinh dưỡng. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ với những lưu ý rất là quan trọng để giúp cho các ông bố bà mẹ có thể cải thiện được chứng biến ăn ở trẻ nhỏ và giúp cho bé tăng cân tốt hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với lại câu chuyện thực phẩm của chương trình nhé. Trời ơi, hay quá bác sĩ ơi. Thì người ta nói là thương cho roi cho giọt, cứ tưởng là ép bé ăn xong rồi cầm cây rồi hù dọ rồi bé sẽ ăn, nhưng mà ai nghe sợ tâm lý cứ lâu ngày về tháng sợ không dám ăn luôn. Trời, má con xin lỗi má, giờ con sai quá má. Ừ, nhưng mà má cũng sai đúng không? Dạ. Hồi nhỏ mình không ép cái mình nghĩ cơ thôi kệ nó không ăn, thôi từ từ nó lớn lên nó tự chứng chỉnh. Dạ. Bây giờ trước hết đó là vợ chồng mình phải thay đổi thực đơn hàng ngày, bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn. Khi mình cải thiện được cái tình trạng biến ăn của trẻ đó thì đương nhiên con mình sẽ thông minh hơn, phát triển hơn, vui vẻ hơn, và khi mình nói chuyện học tập tiếp thu nhanh hơn nữa. Phải bồi bổ dinh dưỡng cho bé từ nhỏ. Đúng để rồi. Từ đó có sức đề kháng tốt và bé sẽ phát triển hơn. Bây giờ quan trọng là nuôi bằng cách nào đây nè? Chờ con xíu. Ủa? Chờ em xíu em về liền. Con đi nè, có rồi. Mừng quá, hôm nay có má lên đây mới sẵn tiện nói, chứ bình thường không có dám nói. Chồng con ổng khó lắm. Con cứ nói chuyện với má là má làm việc nó cho. Cái gì vậy? Đây là chai siro ăn ngon 3 tác động, giúp trẻ ăn ngon tự nhiên, hấp thu tiêu hóa tốt, bổ sung vi chất dinh dưỡng từ thực vật, dùng được cho bé từ 6 tháng tuổi. Con than phiền với bạn con hoài à, bạn con kêu con á là phải mua cái này về dùng đi, mà con sợ anh la. Mắc gì sợ em? Thì đó, anh hay la. Sợ con lắm. Mình ốm không sợ, mình sợ anh la. Mày phải nói với má. Ông má bên mày chứ không có bên con đâu, mày yên tâm. Dạ. Con thèm chứ nít đừng dí nó ăn. Bây giờ anh sẽ lưu ý những cái kiến thức mà bác sĩ đã chia sẻ cho gia đình mình. Dạ. Cũng như là lắng nghe em nhiều hơn. Tại vì nhiều khi anh áp lực, bị stress quá nên anh mở miệng anh hay la, anh hay cọc. Anh xin lỗi em, anh sẽ lắng nghe nhiều hơn, lắng nghe mẹ nữa. Lắng nghe mùa xuân về. Lưu ý giúp trẻ cải thiện chứng biến ăn và tăng cân. Ăn đúng cấu trúc thức ăn theo độ tuổi, tập ăn dặm từ ít đến nhiều, từ loãng đến đặc, từ một loại thực phẩm đến nhiều loại thực phẩm, thức ăn thô dần để tránh sự nhàm chán ở trẻ. Tạo cho trẻ niềm vui và sự thoải mái trong ăn uống, hướng trẻ lựa chọn thức ăn, tôn trọng khẩu vị cho trẻ, không tách trẻ ra khỏi bữa ăn của gia đình, ăn đúng thời gian biểu. Không đe dọa, la mắng hay tạo hình phạt cho trẻ khi ăn. Hạn chế cho trẻ ăn thức ăn nhanh, ăn vặt trước bữa chính và nên có chế độ dinh dưỡng khoa học giúp trẻ tăng cân hiệu quả. Quý vị thân mến, hy vọng là thông qua chương trình ngày hôm nay đã giúp cho các bậc phụ huynh chúng ta có thêm những thông tin kiến thức cần thiết trong vấn đề chăm sóc và nuôi dạy con, đặc biệt là về chế độ dinh dưỡng, làm sao để cho con khắc phục được chứng biến ăn và giúp cho bé tăng cân khỏe mạnh. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng với chương trình. Mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào lúc 12 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Con mình không tăng trưởng chiều cao là cũng tại gen của ông thôi. Em nghĩ là do nó thiếu chất đó chị. Thiếu chất chỗ nào? Em thuê một bà vú nấu ăn cực kỳ ngon luôn. Chỉ có mẹ mới chăm sóc cho con tốt thôi. Coi lại cái cách nuôi của mày á. Bây giờ em phải nấu cái thực đơn như thế nào nữa đây?